Thưa quý vị, để đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn Giáp Tranh, thời gian qua, tỉnh Long An đã tích cực trao đổi thông tin về an ninh trật tự với các địa phương lân cận như Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là việc xác minh điều tra truy bắt ngăn chặn các loại tội phạm. Theo đó, các địa phương giáp tranh đã kịp thời trao đổi thông tin có giá trị nhằm phối hợp triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động trên địa bàn giáp tranh. Qua đó, công an các cấp của 7 tỉnh thành phố đã trao đổi trên 1.200 lượt thông tin có giá trị. Ngoài ra, công an 7 địa phương đã chủ động nhận diện, hướng dẫn, chỉ đạo, áp dụng pháp luật bài bản, mạnh mẽ với tội phạm mới, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ của cơ quan điều tra trong tấn công, trấn áp tội phạm như triệt xóa các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ qua mạng, mang tính chất khủng bố cá nhân, kịp thời phát hiện, triệt phá các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.